Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Những bạn nào hay bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon giấc và thức giấc giữa đêm, hãy theo dõi video này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ông cha ta có câu ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Điều đó nói lên tầm quan trọng của giấc ngủ. Bởi vì giấc ngủ của chúng ta chiếm 1/3 thời gian cuộc đời. Khi các bạn ngủ, cơ thể được thư giãn, nghỉ ngơi, nhưng hàng tỷ các tế bào thần kinh, đặc biệt tế bào thần kinh não, vẫn hoạt động tích cực để giúp cho giấc ngủ của bạn ngon hơn, sâu hơn và tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Khi các bạn ngủ, tất cả các cơ quan nội tạng của bạn vẫn đang hoạt động và quá trình trao đổi chất thải độc vẫn diễn ra để tái tạo năng lượng cho cơ thể của bạn. Khi mất ngủ thì các chức năng của cơ thể không hoạt động đầy đủ. Sáng hôm sau các bạn tỉnh dậy, cơ thể rất là mệt mỏi và rất khó chịu. Mất ngủ là một căn bệnh khá phổ biến, thường xảy ra ở người lớn tuổi và những người có cường độ lao động cao. Mất ngủ có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng thường khi mất ngủ người ta vẫn tìm đến thuốc, và thuốc đã giúp cho những người bị mất ngủ có được một giấc ngủ bệnh lý. Ngày hôm sau ngủ dậy rất là mệt mỏi. Với chủ đề chữa bệnh không dùng thuốc, biến bệnh nhân thành thầy thuốc của chính mình, trong video của ngày hôm nay, Khỏe Đẹp Online sẽ hướng dẫn các bạn cách chữa mất ngủ không dùng thuốc và có được một giấc ngủ sinh lý bình thường, thoải mái, sảng khoái nhất với 3 nội dung chính sau. Thứ nhất là tự chữa mất ngủ bằng xoa bóp đống huyệt. Thứ hai là tự chữa mất ngủ bằng 5 động tác yoga. Thứ ba là tự chữa mất ngủ bằng liệu pháp tự nhiên. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần thứ nhất là tự chữa mất ngủ bằng xoa bóp bấm huyệt. Để chữa mất ngủ bằng xoa bóp bấm huyệt thì các bạn phải xác định được cái vị trí của cái huyệt bạn cần day là chỗ nào. Và để xác định được cái vị trí cần day, trước hết là các bạn ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng. Thứ hai là chúng ta sẽ học cách tìm cái huyệt đó. Xác định cái điểm đó thì sẽ là giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau. Mà cái đường thẳng cắt nhau ta được xác định như nào? Đường thứ nhất là gì? Bạn đặt tay vào cái ấn đường ở giữa hai mày của bạn, có cái ấn đường bạn kéo thẳng lên trên, và cái điểm giữa, từ cái điểm giữa của nó bạn kéo sang ra phía ngoài trán. Cái đường này nó sẽ cắt một cái đường đi thẳng từ mép ngoài của tròng đen lên trên, đi thẳng mép ngoài lên trên, thì bạn xác định được một cái điểm, là cái điểm này gọi là cái huyệt 124 trong diện chẩn. Tất nhiên là bạn không cần nhớ đâu, bạn chỉ biết là bạn xác định được cái điểm này để bạn day chữa mất ngủ thôi. Và khi mà nếu như mà bạn làm đúng, bạn day đúng mà bạn đang mất ngủ thì chỗ này sẽ rất là đau. Thế và bạn làm tương tự bên đối diện. Còn cái huyệt thứ hai trong diện chẩn người ta gọi là huyệt 34, nhưng bạn cũng không cần nhớ cái tên của nó, bạn chỉ nhớ xác định cái cách tìm cái huyệt đó thôi. Cái huyệt 34 này thì nó xác định được cách là bạn lấy cái mép trên của lông mày kéo lên trên 5 mm và bạn kéo ra ngoài. Nó sẽ gập một cái đường thẳng từ cái đầu mí mắt của bạn cho đến cái đầu mày kéo lên trên này. Ở đâu thì đó sẽ là điểm huyệt 34. Nhưng mà về cơ bản thì bạn cũng không cần phải thấy nhiều. Bạn chỉ cần, bạn có thể dùng tay, bạn xoay lên đây. Nếu như bạn đưa tay lên ở trên mí mày thì đó là cái huyệt để bạn cần day ấn vào. Nghĩa là bạn phải day ấn vào hai huyệt, là huyệt ở trên đầu trán mà bạn xác định như tôi đã nói ở trên, và cái huyệt ở mí mày này ở trên, và bạn day vào đó 30 cái. Nếu như bạn đang mất ngủ thì nó rất là đau, và bạn nhớ là phải day cả hai. Nếu như bạn chỉ day một thì tác động nó cũng không có đâu, bởi vì cái huyệt ở trên mí mắt này là làm sáng mắt. Mà nếu như bạn chỉ day huyệt trên mí mắt này thôi, bạn không day cái huyệt ở trên trán này, thì nó sẽ làm cho bạn tỉnh ngủ hơn đấy. Vì nó sẽ làm cho bạn tinh mắt hơn, sáng hơn và tỉnh ngủ hơn. Cho nên bạn phải kết hợp cả hai cái huyệt, là huyệt trên mí mắt và huyệt trên trán. Còn đối với những người mà mất ngủ do căng thẳng thần kinh, do suy nhược thần kinh, thì bạn cần tác động thêm một cái huyệt nữa. Đó là cái huyệt ở, đối với cả diện chẩn nó gọi là huyệt 26, nhưng mà trong đông y thì nó gọi là cái ấn đường. Bạn tác động vào đây, bạn dùng vào đầu ngón giữa của bàn tay trái, bạn gõ vào đây 200 cái. 200 cái này thì nó thường là mất độ khoảng 3 phút. Đấy, bạn xong một lúc thì bạn lại tác động tiếp. Thì cái này thì nó tác động lên tim, làm cho an thần và sẽ giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Và nếu như mà vẫn chưa được thì bạn có thể xác định thêm một cái huyệt nữa, là cái huyệt mà nó ở cái mép, chỗ lõm dưới của cái nắp tai, cắt cái đường bên mép ngoài của tai ở đâu thì đó là huyệt số 0, và bạn day vào đây, bạn cũng day vào đây 30 cái. Bạn day một lúc 30 cái, bạn dừng và sau đó bạn lại day tiếp. pháp thứ hai là massage chân. Trước khi massage chân ý, trước khi đi ngủ 1 tiếng bạn ngâm chân nước ấm, bạn có thể cho thêm một chút muối, một chút gừng, và sau khi mà ngâm chân độ khoảng 10 phút rồi thì bạn lau chân khô và bạn bắt đầu massage chân. Rồi các bạn dùng creme, các bạn dùng creme nào cũng được, nhưng mà không dùng creme nước để khi mà bạn xoa vào chân nó không bị bay hơi và nó không làm lạnh chân. Bạn xoa creme lên chân của bạn thế này và sau đó bạn dùng bàn tay của bạn chà vào cái lòng bàn chân của bạn này, chà đi chà lại nhiều lần cho nó thật nóng lên. Vì các bạn biết rồi, bàn chân của mình là phản chiếu tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Khi bạn xoa chân như thế này thì các cơ quan nội tạng trong cơ thể được ấm lên này, bụng được ấm lên này, toàn thân ấm lên này, và như vậy là bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thế ngoài ra đối với một số các bạn mà ở trong diện chẩn ấy thì nó có một cái bàn lăn như thế này, các bạn cũng có thể lăn để cho nó khí huyết lưu thông. Hoặc là bạn cũng có thể lăn ở phía bên mu bàn chân, lăn để làm sao cho chân nó nóng lên. Chỉ cần sau 5 phút thôi là đã nóng lên rồi. Bạn làm cả 2 chân bạn nhé. Khi mà chân nó nóng lên thì bạn rất dễ đi vào giấc ngủ. 2 là tự chữa mất ngủ bằng 5 động tác yoga. Bạn sẽ thực hiện 5 động tác yoga trước khi đi ngủ 1 tiếng. Thứ nhất là cái động tác em bé. Thứ hai là động tác trườn người ra phía trước. Thứ ba là động tác xoay người. Thứ tư là thiền định. Và thứ năm là tư thế xác chết. Thứ ba là cách tự chữa mất ngủ bằng liệu pháp tự nhiên. Trước khi đi ngủ 1 tiếng, bạn nên uống 1 cốc sữa ấm, hoặc là bạn uống trà tâm sen. Bạn lưu ý là trà tâm sen chỉ uống trong vòng 1 tháng để dừng lại, không uống liên tục nhé. Bạn cũng có thể thay trà tâm sen bằng trà long nhãn hoặc là trà hoa cúc. Khi đi tắm bạn có thể cho một ít dầu oải hương vào trong nước tắm để nó làm dịu thần kinh của bạn, giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Như vậy là các bạn đã biết 3 cách tự chữa mất ngủ. Thứ nhất là chữa mất ngủ bằng cách xoa bóp, bấm huyệt, massage chân. Thứ hai là bằng các 5 động tác yoga để chữa mất ngủ. Và thứ ba là bằng liệu pháp tự nhiên. Chúc các bạn thành công và có giấc ngủ sinh lý bình thường, sảng khoái nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì thì các bạn cứ để ở phần phía dưới, chúng tôi sẽ có giải đáp kịp thời. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát trên kênh Khỏe Đẹp Online. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới và chúng tôi sẽ sớm có phản hồi. Để không bỏ lỡ những kiến thức và thông tin mới về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phần phía dưới bên tay phải. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích đến người thân và bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút like hoặc nút share để giúp họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.